Xin chào các bạn, hôm nay kế toán Việt Hưng xin hướng dẫn cho các bạn về cách nộp thuế điện tử. Để biết được tiền thuế giá trị gia tăng cần phải nộp quý trước là bao nhiêu thì các bạn sẽ đăng nhập vào hệ thống thuế điện tử.gdt.gov. Tôi sẽ đăng nhập mã số thuế của công ty. Có tên đăng nhập là mã số thuế gạch ngang QR mật khẩu, rồi chọn mã xác nhận, rồi bấm đăng nhập. Sau đó, các bạn bấm vào phần tra cứu, chọn tra cứu tờ khai, chọn tờ khai thuế giá trị gia tăng. Ví dụ như các bạn muốn chọn trong khung nào thì chúng ta sẽ chọn từ khung, ví dụ như quý 4 năm 2020 cho đến quý 1 năm 2021. Các bạn bấm tra cứu. Ở đây tôi đang muốn nộp tiền thuế giá trị gia tăng của quý 1 năm 2021, cho nên tôi sẽ click vào tờ khai thuế giá trị gia tăng. Chúng ta bấm vào mũi tên, chọn hiển thị trong thư mục. Các bạn click đúp vào file XML. Điều kiện để máy tính mở được file XML này, các bạn cần phải cài đặt phần mềm đọc XML. Căn cứ trên tờ khai này, chỉ tiêu 40 là thể hiện số thuế giá trị gia tăng còn phải nộp. Ở đây là 8.809.338. Về thời hạn nộp tiền thuế giá trị gia tăng thì sau khi các bạn nộp xong cái tờ khai thuế giá trị gia tăng thì các bạn cần phải nộp luôn tiền thuế này. Tôi ghi số tiền thuế ra 8.809.338 đồng. Tiếp theo, chúng ta sẽ chọn vào nộp thuế. Chọn tên ngân hàng tương ứng. Bấm tiếp tục. Loại tài khoản là Việt Nam đồng. Tích số tài khoản tương ứng mà công ty chúng ta đăng ký. Tất cả các thông tin lựa chọn phường xã bỏ qua. Chuyển kho bạc nhà nước, kho bạc Cầu Giấy. Mở tại ngân hàng ủy nhiệm thu, chúng ta lựa chọn ngân hàng thích hợp. Ví dụ như ở đây tôi sẽ chọn ngân hàng liên quan đến khu vực Cầu Giấy. Ví dụ như tôi chọn ngân hàng Agribank chi nhánh Cầu Giấy. Nộp vào ngân sách nhà nước tài khoản 7111 và kiểm tra lại thông tin. Thứ nhất, loại tiền là Việt Nam đồng, trích ở tài khoản nào, và chọn ngân hàng ủy nhiệm thu. Nội dung thì các bạn sẽ click vào dấu 3 chấm, chọn nộp theo quý. Chọn quý 1 năm 2021. Sau đó bấm tiếp tục. Sau đó các bạn chọn vào nội dung các khoản nộp ngân sách nhà nước. Đối với thuế giá trị gia tăng các bạn chọn 1700. Rồi chọn tra cứu. Chọn tới mã là 1701. Sau khi chọn đúng 1701 là thuế giá trị gia tăng thì các bạn chọn ghi chú ở đây là tiền thuế giá trị gia tăng quý 1 năm 2021. Tiền thuế giá trị gia tăng quý 1 năm 2021. Số tiền trên tờ khai tôi vừa mới ghi ra là 8.809.338. 8.809.338 đồng đứng trên tờ khai số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp. Sau đó các bạn bấm chữ hoàn thành. Hoàn thành xong thì các bạn kiểm tra lại tất cả các thông tin mà chúng ta vừa chọn. Ví dụ như nội dung là thuế giá trị gia tăng, số tiền Việt Nam đồng và mã chương 754, tiểu mục là 1701. Hình thức ở đây là chuyển khoản, bởi vì chúng ta đang nộp thuế điện tử. Chúng ta ký và nộp.
Ở đây sẽ có hai chữ ký số, hai phần thì tôi sẽ chọn cái thông tin chữ ký gần đây. Chọn. Đánh mã BIN vào. Sau đó chấp nhận. Ký điện tử thành công, các bạn bấm OK. Sau đó kết thúc giao dịch. Để tra cứu giấy nộp tiền thì các bạn bấm vào tra cứu giấy nộp tiền. Chúng ta vừa thực hiện giao dịch nộp tiền thuế giá trị gia tăng thì ở đây trạng thái là nộp thuế thành công, tức là ở bên phần ngân hàng đã báo các 8.809.338 đồng tiền thuế giá trị gia tăng và đã nộp tiền thuế này vào ngày 12 tháng 5 năm 2021 lúc 22 giờ. Như vậy thì trên ngân hàng sau này khi chúng ta lấy sổ phụ ngân hàng về thì chúng ta sẽ thấy một cái giao dịch có mã tiểu mục là 1701, hiểu là thuế giá trị gia tăng. Đối với thuế giá trị gia tăng này, các bạn sẽ điền khoản nợ cho tài khoản 3331, có cho tài khoản 112 trên giao dịch ngân hàng. Như vậy, tôi đã hướng dẫn cho các bạn về cách tra cứu cũng như nộp tiền thuế giá trị gia tăng. Tương tự như vậy thì khi các bạn nộp các loại tiền thuế khác thì chúng ta cũng sẽ thao tác như tôi vừa hướng dẫn, tuy nhiên là tiểu mục và các mã chương ngành sẽ khác đi. Chúc các bạn học tốt!